Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Nam thanh niên áo trắng leo tường cứu hai cô gái trong vụ cháy nhà. Trong vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nam thanh niên mặc áo trắng đã leo lên tầng 3 cứu được hai cô gái đang kêu cứu tại đây. Nghe tiếng tri hô, nam thanh niên vội bỏ xe máy ở đầu ngõ, leo lên mái nhà bên cạnh, đập vỡ lan can ban công tầng 3, cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Ngày 30 tháng 5, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ tại số 7 tổ 1 Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông vào sáng cùng ngày. Là người chứng kiến vụ cháy, ông Nhân, 85 tuổi, sống tại ngõ xảy ra vụ cháy, cho biết ông nghe thấy tiếng tri hô của một số người dân mắc kẹt trong khi khói đen đang bốc ra từ căn nhà cháy. Khi lực lượng chữa cháy đang trên đường tới, một nam thanh niên mặc áo trắng nghe thấy có cháy đã để xe ở đầu ngõ, đồng thời nhanh chóng trèo lên tầng 3 đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Nam thanh niên này leo lên mái tôn của nhà bên cạnh, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 2 và cứu hai bạn nữ ra ngoài. Trong đó, một lần, nam thanh niên cõng một cô gái mặc áo đen xuống đất. Một người phụ nữ khác chứng kiến kể lại và cho biết sau khi cứu các nạn nhân, người thanh niên đã bị bỏng hai tay, đồng thời rời đi ngay sau đó. Theo người dân trong ngõ, không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm, thì phát hiện sự việc nên dừng lại ứng cứu. Chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này, một người phụ nữ nói. Theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông, hồi 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 7 tổ 1 Ba La, phường Phú Lương. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái nhà của hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan. Người dân đã cứu được 2 nạn nhân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cứu được 3 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông thông tin, lực lượng chức năng xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Diện tích cháy khoảng 20m2 tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Đây là nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ. Những năm gần đây tại Hà Nội xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trước đó không lâu, vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng tại Hà Nội, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng vì thiệt hại mà nó gây ra quá lớn. Vinh danh 4 người hùng dùng búa đập tường cứu người trong vụ cháy nhà trọ. 4 công dân nỗ lực cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã được chính quyền địa phương khen thưởng đột xuất. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, căn nhà trong ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy, khiến 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Thời điểm phát hiện đám cháy, không quản nguy hiểm, anh Phạm Quốc Luật, ngày là thợ nhôm kính, tối chạy xe công nghệ Grab, liền chạy đi tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long là con chủ nhà nơi anh Luật thuê trọ, lập tức lấy thang, búa để hỗ trợ cho anh Luật. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn cùng trèo lên bức tường. Sau đó, hai người kéo thang lên gờ của bức tường để tiếp cận cửa sổ tầng 2, nơi có người đang ở trong phòng. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người trong phòng. Vì thang tre ngắn và người nhỏ nên lực búa đập tường của Tuấn không được mạnh. Lúc này, các anh Nguyễn Kim Long hiệp lực đưa thêm thang dây cho Hoàng Văn Tuấn để Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo thêm lên. Bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Sau đó, hai anh Đồng Văn Tuấn, Phan Quốc Luật hợp lực thay nhau đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để 4 người trong gia đình chủ nhà bị cháy chui ra ngoài. Mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Lãnh đạo phường Trung Hòa ghi nhận và trân trọng hành động dũng cảm của 4 công dân, đồng thời khẳng định việc khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu các nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự kịp thời, mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm của các công dân. Đây là tấm gương lớn cho tất cả mọi người cùng học tập. Đại diện quận Cầu Giấy cho biết, ngoài việc tổ chức khen thưởng 4 công dân nói trên, cơ quan này đang tiếp tục đề xuất cấp trên tặng bằng khen cho 4 công dân. Người hùng trong vụ cháy, dù bị mảnh xi măng đập vào đầu, vẫn quyết tâm cứu người.
Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đáng chú ý, một clip người dân quay lại gây sốt trên mạng xã hội thể hiện nội dung một nam thanh niên đã trèo lên tầng 2 của ngôi nhà, một tay bám vào thanh sắt cửa sổ, một tay dùng búa đập liên tiếp vào bức tường. Bên dưới, một nam thanh niên khác đang hỗ trợ nam thanh niên phía trên đập tường. Nhiều người đã ca ngợi sự dũng cảm của hai nam thanh niên. Là người hùng trong đoạn video, tên là Đồng Văn Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định, làm nghề chạy xe ôm công nghệ, sống bên cạnh căn nhà gặp nạn, đã xác nhận mình là người cầm búa đập tường trong đoạn clip nói trên. Tuấn cho biết, khoảng gần 1 giờ sáng, nghe tiếng chi hô từ nhà hàng xóm vang lên. Tuấn vội chạy ra thì thấy ngọn lửa bao trùm ngôi nhà bên cạnh. Lúc này, bên trong căn nhà 2 tầng có nhiều tiếng kêu cứu. Anh cùng mọi người tiếp cận căn nhà này với lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, có thể leo lên để cứu người. Họ dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra. Nam thanh niên cho biết, bản thân anh không nhớ cứu được chính xác bao nhiêu người, mọi thứ trôi qua chỉ trong chớp nhoáng. Tôi chỉ bị trật khớp tay, tình trạng nhẹ, không sao cả, anh chia sẻ. Bên cạnh Đồng Văn Tuấn thì anh Hoàng Anh Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định, cho biết khi nghe tiếng chi hô báo cháy, anh cùng nhiều người dân xung quanh ra hỗ trợ chữa cháy. Anh là một trong hai người hùng được cộng đồng mạng nhắc đến. Tuấn kể lại, phải nối hai thang từ dưới đất lên rồi mình và một bạn cùng trèo lên. Sự việc cấp bách nên lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là làm sao giúp mọi người thoát khỏi đám cháy. Theo lời Tuấn, khi lên đến chỗ cửa sổ thì bạn nam trèo lên cùng anh là người đập cửa. Bản thân Tuấn hỗ trợ giữ người cho nam thanh niên có lực quay búa vào tường. Khoảng 5 phút là tường vỡ rồi, lúc giữ thang, tôi bị viên gạch ở trên lỗ tường rơi vào đầu. Mọi người ở dưới ném cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Tuấn kể lại và cho biết, bản thân lúc đó lo không đập thủng được tường, nhưng nhiều người cùng làm, tường cũng được đập thủng để cứu người. Theo anh Hoàng Anh Tuấn, qua lỗ tường bị đập, anh ôm được một em nhỏ để đưa xuống. Sau đó cùng với mọi người hỗ trợ thêm hai người lớn. Lúc đó khói mù mịt, Tuấn nhớ lại. Bên cạnh đó là người cứu nạn cứu hộ trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, anh Phan Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ Fast Angel cho biết, khi nhận tin có vụ cháy xảy ra, anh và đồng đội đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài. Khi tiếp cận hiện trường lúc 1 giờ 10 phút, ngọn lửa bao trùm lên căn nhà 3 tầng. Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, các thành viên trong đội cứu hộ Fast Angel phối hợp với cảnh sát cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt, đánh dấu người tử vong. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa 6 người không may tử vong ra khỏi hiện trường, đến các nhà tang lễ. Theo anh Việt, hiện trường vụ cháy là một căn nhà trọ dạng nhà ống 3 tầng, mỗi tầng có khoảng 4 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên rất dữ dội, nóng nên công tác chữa cháy cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đội trưởng nhóm cứu hộ Fast Angel cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để khoảng 20 đến 30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra vụ cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Anh Việt kể, chúng tôi phải đi qua khu để xe mới vào được nhà trọ. Khi ngọn lửa bén vào các xe, đã bịt lối thoát nạn. Khi dập tắt được ngọn lửa, những chiếc xe này chỉ còn trơ khung sắt. Theo anh Việt, đây là vụ hỏa hoạn hết sức đau lòng, vô cùng đáng tiếc và đau xót khi không có lối thoát nào khác cho các nạn nhân. Hiện trường vụ cháy rạng sáng nay và vụ cháy chung cư mini khiến 5-6 người tử vong ở Khương Hạ, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội có nhiều điểm giống nhau là không có lối thoát, anh Việt nói. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.